Mới đây, một hành động đầy tinh thần đoàn kết và ủng hộ đã xuất phát từ công ty CPTM Phát triển TVG, khi toàn bộ nhân viên được gửi thông báo nghỉ làm để cổ vũ và động viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tham gia vòng chung kết World Cup 2023. Thông tin này lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Facebook và đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Quyết định này được đúc kết trong văn bản chính thức, trong đó có hai điểm quan trọng. Đầu tiên, tất cả cán bộ công nhân viên của công ty CPTM Phát triển TVG sẽ được nghỉ làm và tiếp tục được hưởng lương trong các ngày thi đấu quan trọng của đội tuyển, bao gồm ngày 22 tháng 7 năm 2023, 27 tháng 7 năm 2023 và 1 tháng 8 năm 2023. Điều này nhằm tạo điều kiện tốt nhất để nhân viên có thể thể hiện sự ủng hộ và đồng lòng với đội tuyển nữ Việt Nam trong hành trình thi đấu quốc tế. Chị Nguyễn Thị Thọ, Tổng Giám đốc công ty CPTM Phát triển TVG, đã xác nhận thông tin này và chia sẻ rằng việc nghỉ làm để cổ vũ cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam là một biểu hiện thiết thực của tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc. Chị Thọ cũng đã bày tỏ niềm tin tương đồng với hàng triệu người hâm mộ, rằng việc tham gia World Cup là một bước quan trọng trong việc khẳng định đẳng cấp và tạo dấu ấn cho bóng đá nữ Việt Nam trên sân quốc tế. Hành động của công ty CPTM Phát triển TVG không chỉ mang tính nhân văn và đoàn kết mà còn thể hiện tầm nhìn xa về phía trước. Chị Thọ đã thể hiện tình yêu và niềm tự hào với bóng đá nữ, đồng thời khẳng định mục tiêu phấn đấu cao hơn của ngành thể thao nữ Việt Nam trong tương lai. Việc thấy những nhân viên của mình có cơ hội được cổ vũ trực tiếp cho đội tuyển nữ Việt Nam tại một sự kiện thể thao quốc tế lớn như World Cup 2023 cũng đã tạo nên sự động viên mạnh mẽ và tinh thần lạc quan trong tập thể nhân viên. Đây không chỉ là sự nâng cao tinh thần làm việc mà còn là cơ hội để thể hiện lòng tự hào về đất nước và niềm tin vào khả năng của đội tuyển nữ. Triển lãm tinh thần đoàn kết và cổ vũ tại quán cà phê của công ty sáng ngày 22 tháng 7 năm 2023 cũng là một sự kiện quan trọng trong chuỗi hoạt động nâng cao ý thức thể thao và tạo sự gắn kết trong cộng đồng nhân viên. Kết quả thi đấu không còn là điều quan trọng nhất, mà là tinh thần đoàn kết và khích lệ của mọi người để đội tuyển nữ Việt Nam luôn thi đấu hết mình và tự tin trên sân cỏ quốc tế.